VNSai kính chào quý vị các bạn. Hôm nay VNSai lên chia sẻ quý vị các bạn triển lãm Đông Anh lần thứ 3 năm 2022 tại địa điểm Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Như ban tổ chức chia sẻ là trước giờ khai mạc tất cả đã được đóng lại, chưa cho người tham quan vào bên trong, vì đang bắt đầu khi nào khai mạc xong thì mới mở ra để mọi người chiêm ngưỡng. Đây là một cái hình thức làm rất tốt, tại vì khi chúng ta khai mạc thì chưa có các vệ sĩ trông coi được, nên là mọi người phải ở phía ngoài tham quan những cái cây ở ngoài thôi và những cái phôi đang được trưng bày và chuẩn bị vào dự lễ khai mạc. Khi nào khai mạc xong thì ban tổ chức mới mở cửa ra để chiêm ngưỡng những tác phẩm mà được mời trong cái ô những cái tác phẩm tiêu biểu. Ngay cổng vào thì có hai cây si bày để nghênh đón quý khách. Xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về dự chương trình chào mừng triển lãm cây cảnh huyện Đông Anh năm 2022. Và lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức, cho phép Thu Vân xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin chúc cho chương trình triển lãm thành công, rực rỡ. Kính thưa quý vị, và trước khi đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một chương trình nghệ thuật chào mừng với các tiết mục Hà Nội 12 mùa hoa, sáng tác Giáng Son với tiếng hát Thầm Nhung, Múa Độc Lập Hồn Sen Việt, biên đạo múa Xuân Tùng do công nữ biểu diễn, Chiếc Khăn Biêu, sáng tác nhạc sĩ Doãn Nho với tiếng hát Thầm Nhung. Và sau đây, xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể anh em hội viên. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt hội cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh xin gửi lời kính chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện Đông Anh, các nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn, những người yêu thích cây cảnh nghệ thuật và nhân dân du khách thập phương lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc,
và thành công. Chúc cho cuộc triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ 3 năm 2022. Một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em hội viên sức khỏe, hạnh phúc. Chúc triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay trên dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô và thành lập huyện Đông Anh, Hà Nội, chúng tôi rất là vinh dự được về dự cái buổi lễ rất là trọng thể này của huyện Đông Anh. Chúng tôi rất kính mong các đồng chí quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện cho cái hội sinh vật cảnh của huyện Đông Anh ngày càng phát triển một cách bền vững, và cái lĩnh vực sinh vật cảnh nói chung của huyện Đông Anh ngày càng phát triển sẽ đóng góp tô điểm thêm cho huyện Đông Anh của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Kính thưa ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban huyện Đông Anh. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong không khí hân hoan và trang trọng của buổi lễ trọng thể này, chúng tôi rất vinh dự được nghe những ý kiến phát biểu động viên của các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc chương trình triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh lần thứ 3 năm 2022 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
mới mời tất cả mọi người vào trong khu mà Đức Gây tiêu biểu được mời đến đây để chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Thật sự giờ khắc này rất là tuyệt vời quý vị ạ. Một cái cảm giác của Beyonce không thể nào mà tả hết được. Không thể tả hết được. Một cái cảm xúc thật là hạnh phúc khi chứng kiến một cái buổi lễ khai mạc lớn nhất từ trước đến giờ. Một cảm xúc không tưởng quý vị ạ. Và có rất nhiều những kênh truyền thông của chúng tôi đã tác nghiệp ở đây, như Bonsai Đức Huy, Bonsai Chính Hiệu, Bách Thuận Bonsai. Anh em tôi đã tất cả đã đầy đủ để chia sẻ khoảnh khắc này lên tới mọi người và các bạn để đón xem cái trận triển lãm của Đông Anh lần này. Với cảm nhận của Bonsai, đây là một triển lãm hoành tráng nhất từ trước đến giờ, quy mô nhất và có tất cả những mọi cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ càng. Chào bạn Vũ Văn Tràng. Chúng ta đây là một ngày hội đúng không bạn? Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe và có nhiều tác phẩm quý bạn nhá. Chúc triển lãm Đông Anh thành công rực rỡ. Đúng bạn nhỉ? Một quy mô tầm cỡ quốc tế. Rồi. Mời bạn đi chiêm ngưỡng thôi để Beyonce cùng chia sẻ cái khoảnh khắc này. Thấy đang rất đông mọi người đang ở cây dấu ấn thời gian. Lâu lắm rồi dấu ấn thời gian mới xuất hiện ở nơi triển lãm quý vị. Lâu lắm rồi Beyonce mới được chia sẻ khoảnh khắc tác phẩm dấu ấn thời gian có mặt tại triển lãm. Cái này là cây vàng ạ. Đúng rồi. Mới lâu. Không vừa chụp vừa quay ạ. Quay lia lia đây đây chú ạ. Đây tác phẩm dấu ấn thời gian của anh Minh Dưỡng đã được mọi người đứng lại để chụp ảnh lưu niệm. Vâng. Còn đây là tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần của vợ chồng anh chị Toàn Thu Đô La. Sau buổi khai mạc, mọi người đang ra đây để cùng chiêm ngưỡng cái khoảnh khắc này. Beyonce lưu lại để cho mọi người, quý vị, các bạn cùng chiêm ngưỡng. Không đủ hết cho bác này quay xa bác cũng gửi xuống giúp hộ. Thưa quý vị các bạn, mọi người đang ra tham quan tác phẩm tiên. Thưa quý vị các bạn, đây là tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt của anh Nam Lê. Mọi người đang ra chào chia sẻ. Chào tất cả mọi người. Đi chọn siêu phẩm quay này. Em chào anh Nam Lê nhá. Vâng, chúc anh mạnh khỏe. Rồi, anh cảm ơn. Tác phẩm đẹp quá anh ạ. Lại được ngắm ở đây rồi. Dạ. Anh. Càng ngày càng dạ. Cây nó ra độc của nó. Thật tay kéo kim cương, không phải tay kéo vàng nữa rồi. Anh nào ạ? Xin chào. Đấy, quý vị thấy chưa? Các fan hâm mộ của anh Nam đang chia sẻ cái khoảnh khắc này. Hết mưa rồi đấy bạn ạ. Cất ô đi. Hết mưa rồi anh ơi. Hết mưa. Cất ô thôi. Một tác phẩm rất quý. Rất nhiều người nghe đến tên tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt của Nam Lê và hôm nay đã được chiêm ngưỡng tại đất Đông Anh, một nơi tổ chức từ trước đến giờ lớn nhất. Mấy giờ ông có báo tôi nhé. Chú ơi, con gái chú ơi. Chú đi anh này. Chú đi anh này. Bác chú đi.
Ban lãnh đạo đúng không ạ? Vâng, anh đã phát biểu rồi ạ. Mọi người đã nghe thấy anh nói rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.